Mến chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Món Ngon Tại Nhà. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho quý vị một cái món chay, một cái món ngon chống ngán ngày Tết quý vị ơi. Món ăn ngày Tết ăn nó sẽ đỡ ngán ha. Tết thì mình hay có dưa cải trong nhà, thì mình muối sẵn đi để trong nhà. Sai gì mình trộn chua ngọt hết đó, rồi mình chấm với thịt kho hay gì đó. Thì bữa nay mình làm một cái món mới chút xíu, vừa có thể ăn chay được, rồi chúng ta cũng có thể ăn để nó chống ngán chút xíu quý vị. Thì để thực hiện cái món dưa cải chua kho quẹt này như thế nào để nó giòn ngon, có vị đậm đà, để chúng ta có thể chấm với rau sống hoặc là rau luộc thì rất là ngon hết quý vị. Thì mời quý vị vào bếp cùng thực hiện cùng kênh Món Ngon Tại Nhà. Rồi, trước tiên thì mình sẽ giới thiệu những cái nguyên liệu rất là cơ bản mà chúng ta phải chuẩn bị để làm cái món này. Nói vậy thôi chứ nguyên liệu rất là dễ tìm. Nó cứ chạy u vô bếp lấy một cái bắp cải muối đó, chúng ta muối sẵn đó. Rồi lấy ra một bắp dừa dừa thôi nha, đừng có to quá. Nếu nhà đông thì chúng ta sử dụng 2-3 bắp vậy quý vị. Bên cạnh đó thì chúng ta lấy hành lá nè, dẻ trái ớt, hay củ hành đó quý vị. Rồi bên cạnh gia vị thì gia vị thông thường thôi, đường nè, muối, bột ngọt, nước mắm chay, này là nước mắm chay hết quý vị, dầu ăn, nếu thích cay thì cho ớt bột nữa nha quý vị. Rồi, nguyên liệu đã đầy đủ rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu những cái bước đầu tiên. Trước tiên thì bắp cải chúng ta muối á, chúng ta đã rửa sạch rồi, nhưng mà khi mà các bạn nên tách ra như vậy, tại vì trong những cái nách lá á, nhiều khi nó còn bụi bẩn á quý vị, nên chúng ta sẽ tách ra từng miếng một luôn, rồi chúng ta sẽ rửa cho thiệt kỹ á quý vị. Đó, rồi chúng ta tách ra từng miếng nhỏ, rồi chúng ta rửa ngay chân cái nách lá đó nè. Đó, những cái chỗ này nó hay bám bẩn lắm, như bùn đất rồi đó, rồi chúng ta không có phát hiện ra nên chúng ta xé ra, rồi chúng ta bỏ cái phần lõi nó đi. Rồi chúng ta rửa sạch với chúng ta ngâm nước muối chút xíu cũng được nữa các bạn. Đó, chúng ta ngâm nước muối chút xíu rồi chúng ta đem xả ha. Thì trong khi đợi chúng ta ngâm với nước muối một chút xíu xả thì chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện cái công đoạn tiếp theo hết quý vị. Rồi bây giờ quý vị lấy cái thớt ra giùm mình ha. Lấy đám thớt ra. Bây giờ mình sẽ sắc hành ha. Hành thì cái gốc nè. Bữa nay mình có sử dụng hành củ hành tím rồi, nên mình không có sử dụng gốc cho mình phi nữa. Củ hành tím, cái gốc thì mình sẽ cắt ra thành những cái đoạn dài dài. Còn cái phần lá thì mình xắt nhỏ chút xíu, mình để vô cho nó cái nồi kho của mình nó thơm á quý vị. Rồi bây giờ củ hành tím thì chúng ta sẽ đập cho nó dập đi, rồi chúng ta băm. Băm nhuyễn ra hết luôn ha quý vị. Nếu không thì quý vị có thể sử dụng hành bao rô cũng được. Rồi ớt thì chúng ta sắc thành những cái miếng dài như thế này, miếng dài dài ha quý vị. Rồi xong hết rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu cắt cái phần dưa cải chua, dưa cải muối chua ấy quý vị. Rồi chúng ta phỏ cái phần đầu đi, cái phần đầu mà chúng ta tách ra thì chúng ta sắt bỏ cái phần đó, để lại chúng ta sắt chủ yếu là lấy cái phần thân đó quý vị, cái bẹ nó nè, bẹ của cái dưa cải nè. Cái phần này thì nó sẽ rất là giòn và nó ngon, lá thì các bạn để ít thôi. Lá mình chừa lại một ít thôi ha, mình cắt bỏ cái phần lá đi. Tết thì chắc người miền Tây thì trong gia đình thường là có cái phần dưa cải này quý vị. Gần gần Tết là muối để sẵn, để nguyên một diệm nha quý vị. Tết chúng ta ăn với thịt hay gì đó. Thì bây giờ thì mình đổi món nha, mình làm món chay mình ăn đi. Thay vì ăn với thịt kho hột vịt, bữa nay mình đem mình kho quẹt làm món ăn chay thơm ngon ha. Mà đặc biệt cái món này nó sẽ đỡ ngán hơn hả quý vị.
Rồi bây giờ quý vị ướp cho mình nha. Sau khi mà sắt nhỏ xong, mình sẽ ướp. Ở đây mình sẽ ướp đường. Đường thì quý vị cho 3 muỗng nha. 3 muỗng đường, 3 muỗng lưng lưng cũng được. Rồi tiếp theo là mình sẽ dằn lên một xíu muối nha quý vị. Khoảng nửa muỗng muối thôi. Lúc này các bạn trộn đều nha. Tiếp theo là mình sẽ cho một xíu bột ngọt vào. Mình dằn bột ngọt ít thôi nha quý vị. Rồi cứ để đây cho nó thấm vô. Khoảng 30 phút, 40 phút gì quý vị. Cho cái phần đường nó chảy, nó thấm vô hết ha. Nếu quý vị nào thích ăn cay á, thì mình sẽ cho một xíu bột ớt vô. Cho nó hơi cay cay, nhẹ nhẹ quý vị. Rất là thơm ha. Rồi để đó khoảng 30-40 phút. Thì trong lúc này, trong khi mà chúng ta đã để 30-40 phút rồi á, cái phần đường á, nó sẽ chảy ra hết nha quý vị. Nó thấm vô cái phần dưa cải muối của mình, dưa cải muối chua của mình á. Thì các bạn sẽ bắt một cái nồi lên để chúng ta kho. Thì đợi chảo nóng lên thì mình cho dầu vào thôi. Khi mà đợi dầu nóng lên đó quý vị, cái phần dầu nóng lên thì chúng ta sẽ cho cái đường. Bây giờ quý vị cho mình vào đây một xíu đường nha. Đường này là thay vì quý vị sử dụng nước màu thì mình sẽ thắng nước màu trực tiếp ở đây luôn. Thắng nước màu bằng đường này nha quý vị, cho nó tiện ha. Rồi bây giờ đợi thôi. Bây giờ chúng ta dùng đũa chúng ta đảo đảo cho cái phần đường này nó nóng lên đó. Nó sẽ mau tan ra. Nó sẽ chuyển qua cái màu cánh gián quý vị. Cái màu hơi nâu nâu, nâu nâu chút xíu là được. Thì mình sẽ giữ máy mình để cho các bạn xem luôn ha. Nó sẽ chuyển màu qua như thế nào. Rồi các bạn xem đây. Nó sẽ chuyển qua cái màu cánh gián như vậy. Hơi nâu nâu, hơi hơi là được ha quý vị. Lúc này quý vị có thể là tắt bếp cũng được. Và để lửa thiệt nhỏ rồi chúng ta cho phần củ hành tím vào. Chúng ta phi cho nó thơm luôn ha quý vị. Lưu ý là để lửa thiệt nhỏ hoặc tắt bếp nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần dưa cải chua của mình đó quý vị vào luôn. Thì mình sẽ xào sơ qua cho nó thơm ha. Rồi sau khi mà chúng ta đã xào sơ qua rồi thì bây giờ quý vị để chúng ta kho thì chúng ta sẽ cho thêm một xíu nước. Nước nó xâm xấp cái phần dưa cải nè, ít ít chút xíu á quý vị. Đó, thì chúng ta kho với cái lửa nhỏ nha quý vị. Kho với lửa nhỏ thôi. Để cho nó chín từ từ quý vị. Nó còn giữ được cái độ giòn của cái dưa chua mình cũng rất là ngon. Thì lâu lâu thì chúng ta sẽ dùng cái đũa nè. Chúng ta đảo nhẹ đó cho những cái phần mà dưa cải của mình á, dưa cải của mình ở trên á, nó sẽ cũng thấm hết cái phần gia vị vào. Rồi quý vị xem nè, chúng ta kho một lát nó sẽ lên màu nhìn rất là ngon ha. Rồi bây giờ chúng ta kho nè, quý vị xem nè, chúng ta đảo nhẹ nhẹ những cái miếng dưa cải nè. Bây giờ cái nước kho quý vị xem nè, rất là hấp dẫn ha, rất là ngon luôn. Chúng ta đảo nhẹ nhẹ tay thôi. Rồi khi mà nước nó đã xem xét mà nó hơi sền sệt nhẹ lại á quý vị, thì mình sẽ cho nước mắm vào. Đó, nước mắm thì các bạn cho từ muỗng vào ha. Nếu các bạn nào sợ mặn thì cho một muỗng trước. Thì chúng ta nêm nếm coi cái độ mặn nó như thế nào. Rồi tiếp tục chúng ta hãy cho thêm cái muỗng nước mắm vào. Nước mắm này là nước mắm chay nha quý vị. Nước mắm chay. Đó, cho nó có cái mùi thơm. Cái hương vị của nó sẽ là chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn. Tại vì dưa cải của mình đó quý vị, nó đã chua chua rồi, mình muối chua mà. Nó kết hợp với đường, nước mắm nữa, mặn mặn, ngọt ngọt. Đó, chúng ta nêm lại. Lúc mà tắt bếp thì các bạn cũng có thể cho thêm một xíu bột ngọt vào cũng được, cho nó cân bằng cái vị lại cũng được. Nhưng mà mới nãy mình đã nêm vừa rồi, thì cũng đã được rồi đó quý vị. Đó, bây giờ mình sẽ cho cái phần gốc hành mới nãy vào. Rồi ai thích ăn ớt hay ăn hành lá nữa thì chúng ta cho một xíu hành lá vô cho nó thơm.
Để vài lát ớt vô, nhìn cho nó bắt mắt ha. Kích thích cái vị giác mình lên. Rồi cơ bản cái món mà dưa cải chua kho quẹt, đơn giản thơm ngon, một cái món ngon ngày Tết chống ngán đó quý vị, mình đã thực hiện xong. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ đến quý vị. Cảm ơn quý vị luôn ủng hộ kênh Món Ngon Tại Nhà. Nếu thích nhớ ấn cho mình một like, chia sẻ cho nhiều người xem hơn nha. Đặc biệt là quý cô chú anh chị nào mà chưa đăng ký kênh á, ấn vô đăng ký và ấn cái chuông để khi nào có video mới thì quý vị có thể là người xem đầu tiên. Xin chào và hẹn gặp lại.